Phi Nhung xúc động nói, khi tôi chết mới trả hết nợ đời. Là khách mời trong chuyện tối nay với Thành, cô ca sĩ Phi Nhung đã làm cho khán giả không khỏi xúc động khi chỉ có màn chia sẻ thật ấn tượng. Nhung làm xong hết cho 5 đứa em, có gia đình, nhà, công việc ổn định. Bên Mỹ, chị đang sở hữu một căn nhà và phải trả tiền mặt hết, trả tiền nhà, tiền xe. Con cái học xong thì về Việt Nam, xây một ngôi chùa nho nhỏ rồi làm từ thiện. Làm hết tất cả cho những đứa con, nhà hàng chay Nhung mở ra 2 chi nhánh, lợi nhuận dành cho các chú tiểu, trả lương cho nhân viên. Nhung bỏ vốn để làm ăn, cho nhân viên có việc làm, cho các chú tiểu con Nhung đi học. MC Trấn Thành đặt ngay câu hỏi sau khi Phi Nhung chia sẻ, Nhung cho quá nhiều người, thế còn cho Phi Nhung thì khi nào Nhung mới trả hết nợ đời này đây? Phi Nhung mỉm cười nhẹ, khi nào chết thì thôi. Những chia sẻ của cố ca sĩ Phi Nhung cách nay đã nhiều năm, nhưng mỗi khi xem lại đã làm cho khán giả không khỏi thương cảm. Vào trưa ngày 28 tháng 9, khi thông tin ca sĩ Phi Nhung chút hơi thở cuối cùng sau chuỗi ngày chiến đấu với Covid-19 đã làm cho cả showbiz, người thân và người hâm mộ nghẹn lòng. Đành nói lời tiễn biệt, khi ấy cố ca sĩ Phi Nhung hưởng dương 51 tuổi, cả cuộc đời Phi Nhung luôn dành cho gia đình và con nuôi. Trong một lần chia sẻ, cố ca sĩ không muốn lấy chồng để tập trung chăm sóc cho hơn 20 người con nuôi. Hơn 11 năm nhận nuôi các chú tiểu, hiện tại Phi Nhung hạnh phúc khi đồng hành cùng với 23 người con với nhiều câu chuyện cuộc đời, số phận khác nhau. Bé lớn hơn 11 tuổi, bé nhỏ tròn 6 tháng tuổi. Nhung nghĩ các con của Nhung ngày càng lớn, càng hiểu biết. Nhung không muốn các con nghe được quá khứ tội nghiệp của mình thì thương cho các cháu. Thôi thì tất cả là con của Nhung hết, là Nhung sinh ra, chứ đừng nói đến quá khứ của chúng Nhung không thích. Về chuyện tình duyên, Phi Nhung chia sẻ, Nhung nói thật bí mật cho mọi người biết luôn là tại sao Phi Nhung cứ quen, yêu xong rồi lại hết. Vì khi yêu mà đến gần nhau, họ luôn muốn có một đám cưới. Và sau khi đám cưới, họ muốn Nhung ở nhà và không cho đi hát. Đã có rất nhiều người đến và muốn đụng chạm đến nghề nghiệp của Nhung. Nhung không thể nào bỏ nghề để đi theo một người đàn ông được.